Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp đoạn mã. Khi Mario chạm vào các cái con vật này thì Mario sẽ chết. Đấy. Để làm được như vậy thì chúng ta sẽ thêm vào đây một một script nữa. Script này có tên là kẻ thù chẳng hạn. Script. Có tên là kẻ thù script. Ta kéo cái kẻ thù script này vào trong các cái con vật của chúng ta. Kiểm tra nó đã có chưa. Ta kéo chúng vào. Vì sao chúng ta phải thêm một cái script này mà sao ta không viết luôn nó vào trong cái script này? Vì là cái script này chúng ta có thể dùng chung cho bạn nấm của chúng ta. Chúng ta có thể kéo chung vào mới hả cái bạn nấm bạn nấm đây chúng ta chưa 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 có đúng không? Ta có thể kéo script vào trong nấm của chúng ta, bởi vì khi mà Mario hút vào đây để nó nảy ra nấm, nấm rơi xuống có thể va chạm với vật thể thì nó sẽ cũng bị đẩy ngược lại. Đó, cho nên là chúng ta giữ cái này để chúng ta sử dụng cho nấm của chúng ta. Bây giờ ta sẽ viết vào trong cái file kẻ thù script này một đoạn là script để cho Mario va chạm với con vật này, nó sẽ bị nhỏ đi hoặc là chết. Ta sửa lại bên vật di chuyển được một tí. Ta sẽ cho cái này nó khi va chạm với cả Mario nó không gây ra cái việc gì cả. Collision.collider.tag. Nếu như mà cái đối tượng này nó chạm với cả tag player và nếu đối tượng chạm vào tag player và đối tượng chạm vào phía bên phải thì nó sẽ đẩy về bên trái. Thế chúng ta phải ăn ít để nó một cái nữa. L ít. Chứ không thì nó lại tưởng cái này nếu mà nó va chạm với cả cái tag player thì đây là ngược lại, đúng không? À đây là khác. Xin lỗi, đây là khác. Ta không dùng bằng mà ta dùng khác. Đây là nhỏ hơn. Rồi, cái này đã xong. Giờ ta cũng lấy luôn cái file này đi. À, lấy luôn cái đoạn mã này đi. Ta mang sang đây. Lấy luôn cả cái này đi. Ta mang sang đây. Xóa bỏ bọn này. Bỏ cái bên trong này đi. Cái này không cần. Ở đây ta thêm là hoặc 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 nhỏ hơn không. Nhỏ hơn không. Giờ ta lại phải thêm vào một cái biến ở đây. Về một cái Mario. Cái này để làm gì? Cái này để ta sẽ
tạo cái đối tượng Mario, đối tượng Mario này, tạo đối tượng Mario này của chúng ta để ta có thể lấy được các cái public ở bên này. Giả sử bây giờ tôi thêm ở đây nó là một cái public void Mario chết chẳng hạn. Chết. Tạm đây một cái plugin nhá. Plugin tạm ở đây. Mario đã chết. Xin lỗi. Rồi. Mario đã chết. Ta tạo cái này để làm gì? Trong các cái public này, như lần trước tôi đã để một cái public nữa ở đây là để cho khi mà đâu nhỉ? Hình như là ta chưa có cái public ở đây đúng không? À, được rồi. Thế thì cái phần này, phần biến hình này, tí chúng ta sẽ phải cho nó vào một cái public. Thì chúng ta phải cho nó vào một public để làm gì? Để mà khi mà Mario của chúng ta gặp phải đối tượng này, nếu mà Mario đang lớn chẳng hạn, gặp đối tượng này thì nó sẽ trở thành bé đi. Bé đi thì nó sẽ tạo một cái hoạt hình bé đi ở đây, đúng không? À, cũng không cần nhỉ. Cái này ta chỉ cần cho cái biến hình bằng chu thôi. Biến hình bằng chu thôi. Biến hình bằng chu và cho cái cấp độ bằng một thôi, đúng không nhỉ? Ok, ta viết tiếp luôn nhá. Này chưa lưu thì ta lưu các bạn nè. Ok, ta rất là đơn giản. Ở đây ta thiếu một cái dấu ngoặc. Bây giờ ta sẽ gọi cái đối tượng Mario sang. Ta gọi đối tượng Mario bằng cái hàm void work. Đấy. Cái void work này nó gọi trước khi nó gọi cái hàm start nhé. Các bạn chú ý là khi ta khai báo một cái đối tượng thì ta nên gọi sớm ấy, một đối tượng mà gọi một lần, thiết lập ngay lần đầu thì ta nên đưa vào trong Earth. Mario bằng với cả game update chấm file find game ở đây ta chú ý là ở đây là có, nó không có chữ S gì nhé. Ở đây thì nó trên này nó có, dưới này không. Bên trên là nó gọi nhiều đối tượng có chung một cái tag, còn bên dưới này nó thì gọi một đối tượng có tag. Nên chúng ta chú ý có tag là player. Rồi, này ta gán cái Mario này của chúng ta, gắn cái Mario này của chúng ta vào trong cái game object Mario này. Bây giờ ta tiếp tục xử lý đến đây. Lúc này ta sẽ gọi đến cái script này, gọi cái script này ra, gọi script này ra để lấy cái giá trị này. Đấy, để lấy giá trị, lấy cái giá trị này, biến hình này. Để gọi cái thằng này, thế ta sẽ có là nếu như mà cái Mario chấm
get component chấm Mario script đóng mở ngoặc chấm cấp độ mà lớn hơn một, nghĩa là nó không phải là nhỏ, nó đang lớn. Thì lúc này ta lớn hơn thằng này, thực ra thích thì ta có thể thêm biến vào được, nhưng mà không cần. Ta lấy thằng này sẽ trừ 2, trừ 2 không được nhỉ, bởi nếu đang là 2 cái cấp độ sẽ bằng 1, không phải trừ nữa, cấp độ sẽ bằng 1, nghĩa là nó đang to, nó lớn hơn 1 thì nó đang to, thì nó khi nó chạm vào cái con vật, quái vật này thì nó sẽ bị nhỏ đi, nghĩa là cấp độ bằng 1 nhỏ đi. Và ta gọi tiếp luôn để nó hoạt hình được, mario.getConfident.MarioScript phải là biến hình nhỉ, biến hình đúng không, biến hình bằng chu, có nghĩa là cho phép ăn biến hình chấm phải cái, còn không, nếu không phải nó lớn hơn 1, có nghĩa là nó đang là con Mario bé, thì lúc này nó sẽ gọi đến cái này, gọi đến Mario chết này, này Mario chém get component Mario script chém Mario chết đóng xong. Vậy là Mario của chúng ta nếu chạm vào nó sẽ bị chết rồi đấy, tôi đảm bảo là nó sẽ chết. Nào, nó sao lại lùi rồi. Tí nữa ta xử lý thằng này xong nhé. Thằng này nó có bị vấn đề gì đó mà thỉnh thoảng nó lại hấp hơi. Rồi, sao Mario nó chết sớm đấy? Vừa rồi ta chưa xóa con sọ của nó cũng đi nữa. Lại nhá, chạy lại này. Đó, nào, khi chạm vào nó báo chết rồi đúng không? Rồi bỏ đi. Gì vậy? Ôi trời đất ơi, đây nó phải là bằng. Xin lỗi các bạn, nó phải là bằng, nó không thể là khác, khác ở bên kia chứ nó không thể khác ở đây được. Lại nào, này xem sao. Đó, chạm vào thì Mario chết, còn không thì thôi. Chạm lại thử nữa. Đấy, chạm Mario chết. Rắc rối. Nào, đi. Đi. Xem là chạm ạ. Em chưa cười. Rồi, ok. Vậy thì ta đã làm cho nó chết được rồi, đúng không? Bây giờ ta phải làm cái hoạt hình cho thằng Mario để nó chết. Đấy, làm cái hoạt hình cho thằng Mario để chết. Thì ta quay trở về với cả cái Mario script của chúng ta. Thằng này nó gọi là, nó gọi đến hoạt hình Mario. Đây là không, ta sẽ làm trước đi. IE
sẽ gọi đến cái AI numeration AI numeration h mà thì ô chết hoạt họa Mario chết. Gọi đến hộp quay, ta phải cho nó một cái vị trí nó chết chứ nhỉ. Ở đây đã có hình như là con nợ mình đi tìm vị trí của nó chết rồi sao, có vị trí của Mario chứ. Chưa có đúng không? Chẳng có thì ta tự tạo vậy. Ta tạo một cái vị trí cho Mario này. Tốt hơn nhất là ta tạo một chỗ này. Vị trí lúc mà này ta sẽ private vector vị trí chết chấm phải vị trí chết. Đây ta sẽ có chắc rồi, cứ để nó cho đây vị trí chết bằng transform chấm position looking position và nó sẽ gọi đến star con vật thái hm y chu nghĩa là còn đúng thì transform nghĩa là vị trí của Mario đã tạo mới một cái vector 2 với transform looking position x vị trí x này transform chấm looking position chữ y cộng với cả một cái giá trị nhảy lên giá trị để cái tốc độ nó nhảy lên tốc độ nó cho ta tạo nó ở đâu được tạo luôn đây đây là một miếng flat tốc độ này bằng 2.5f đi. Tạm thời nữa để tí chúng ta giải quyết sau xem nó này được bao nhiêu cộng với tốc độ này tôi nghi lắm bởi cái nàng này nó là cái hoạt hình nó chạy không nó không nằm trong ngoài vẫn có thể giải quyết được nhân với cả tham đen tận hạng rồi nghĩa là cái chiều y nó sẽ nảy lên chiều y nó sẽ nảy lên và bây giờ ta sẽ xem cái độ cao của nó đấy chan ít đó ít mà hoặc transform location looking
Local position chấm y mà lớn hơn hoặc bằng cái vị trí chết, lớn hơn hoặc bằng cái vị trí chết chụp y cộng với cả còn có k bao nhiêu nữa cơ. Đây đấy luôn, đây k bao nhiêu đấy, đây flat vẫn là mình độ cao, độ cao này ở độ này cao, này cao bằng lên nó lên khoảng khoảng rồi cũng 2.5 cả ra tí chúng ta sẽ sửa lại xong. Này lên cao khoảng 2.5 f cộng với cả độ này cao, độ này cao cộng thêm 1 nữa. Tại sao lại cộng thêm 1? Bởi vì là cái độ này cao của nó nảy lên như cái hình người của nó, có khi là nó vẫn chưa đi vượt quá cái hình cũ, chúng ta cộng thêm nó 1 để cho nó vượt qua hẳn cái hình cũ của nó đi, ước lượng cho nó như thế. Đâu nhỉ? Đến đâu rồi nhỉ? Này cao, nó lên cao rồi thì nó thể thì nó dừng lại đúng không? Nó lên cao rồi nó thì dừng lại, nó lên cao rồi nó dừng lại, dừng lại chúng ta vẫn sử dụng là break nhưng mà không. Đó. Và lúc này chúng ta phải trả về cái hàm cho nó, return trả lại cái hàm cho nó, không có gì, giống như là cái khối chứa vật phẩm này này, đó nó bay giống khối chứa vật phẩm tôi đang làm, nó giống y cái thằng này, chúng ta tin rồi. Đâu ấy nhỉ? Đây chứ, rồi bây giờ nó lên rồi nó phải đi xuống. Này đi xuống, ta sẽ lấy luôn cái thằng này đi, giải quyết luôn vấn đề đi xuống. Đó. Đến đây thì ta phải cho nó, khi mà nó xuống dưới thấp rồi đúng không, thì ta phải cho nó chết, có cần thiết không? Vì là ở trên này ta đã cho nó là nó rơi đến đâu thì nó sẽ chết. Đâu nhỉ? Nó nằm ở bên trên này này. Đây này. Nếu nó nhỏ hơn cái game object của mình nhé, nó nhỏ hơn âm 10F thì nó chết thôi. Thì nó bị xóa đi này. Thì ta không cần phải xóa ở đây nữa đúng không? Lúc này ở vị trí sẽ quay trở xuống, này là trừ đi, không trừ đi để cho nó rơi xuống vị trí y cái này hơn cỡ đó, nhỏ hơn âm. Xóa đi cho nó an toàn. Xóa đi. Đi cho nó xóa đi. Đằng nào xóa. Destroy. Rồi. Game object. Chẳng phải. Rồi. Bây giờ thằng này. Rồi. Thế thì ta sẽ gọi âm thanh. Hôm nọ ta gọi âm thanh nó không được nữa. Âm thanh Mario chết. Âm thanh
chấm à đâu tạo âm thanh, tạo âm thanh màu ngọc. Ta cho âm thanh chết nằm luôn đây đi. Trong đây. Vậy là Mario chết đây. Thêm cho nó một cái audio sao. Rồi. À đây audio sword. Xin lỗi. Audio sword. Ta kéo cái thằng âm thanh Mario chết vào, thế là sao? Kẻ thử ở lưu chưa nhỉ? Ở lưu hết rồi. Ơ, kìa. Ơ kìa, sao mà Mario không chết? Ta chưa cho thằng Mario nó vào đây. Ta chưa cho hình Mario vào đây. Ta chưa cho hình Mario vào đây. Thêm một game update. Mario chết. Game update Mario sẽ bằng game update cái này là in chấm mà ngoặc resort chấm lot mạng ngoặc ấy ấy ha Mario chết. Tiếp theo nữa là tôi chạy lại nào. Tiêu thế là chết nhưng mà nó chưa bay đi. Bởi vì làm sao mà Mario của chúng ta nó bị chết nhưng mà nó lại không bay lên rơi xuống là do chúng ta để ở trong cái mục này. Mục này thì cái game update của nó sẽ chỉ nhận cái thằng Mario này thôi, chứ nó không nhận thằng Mario chết này. Cho nên là chúng ta sẽ phải thêm một cái script nữa cho thằng Mario này nó chết. Chúng ta copy cái mục này, cắt luôn cái mục này đi.
xóa bỏ cái thằng này đi, không cần nữa, bỏ nó đi. Và chúng ta thêm vào cho thằng Mario chết này một cái script 300 script, thêm cho nó một cái script Mario chết. Rồi ta kéo nó vào trong cái cậu Mario này. Mario chết đây, kéo nó vào đây. Xong bây giờ chúng ta sẽ mở cái Mario chết này ra. Ta sẽ viết tiếp cho nó. Ta dán cái vừa rồi vào. Rồi ở đây thì ta có vị trí chết, vị trí chết nó là vector, vị trí chết bích hoa thường, bích hoa thường chết. Còn gì nữa không? Thế đủ rồi. Có tốc độ này. Cái này thì tao cho ra ngoài đi. Cho ra ngoài. Ta để cho nó là public đi để tí nữa ta xem là ta thay đổi. Bên dưới ta sẽ vào cái hàm start. Khi nó xuất hiện một cái thì nó sẽ gọi luôn cái hoạt hình này lên. Start còn hợp thai Mario chết đóng mặt vào chân phải. Hắt Mario chết. Rồi còn gì nữa không? Không còn gì nữa. Lừa vào. Rồi ta sẽ chạy lại thử xem lần này cậu ấy có chết và bay lên không. Chết vẫn rơi. Thế thì không phải là làm ở đây rồi. Ta sẽ phải cho nó vào trong phần update xem nào. Trong phần star thì đúng hơn chứ, và update thì nó lại không chuẩn đâu. Sao lại không bay lên được? Rồi bay lên. Bởi vì là ta đang dùng hàm thời gian cho nên bắt buộc ta phải đưa vào trong cái phần update, nhưng ta không thể chéo vào start này được, đúng không? Và Mario chúng ta đã bay lên rồi đúng không? Có thể là bay lên cao quá. Cho bay 100 xem nào. Tại sao mà nó bị ngắt ngay như vậy? Bởi vì là cậu ấy xuống bên dưới là cậu ấy bị xóa đi mất rồi. Đấy, cho nên là ta cho cậu ấy xuống sâu hơn tí nữa đi. 20 đi. Cho cái nhạc cho nó đủ đi. Nó đủ nhạc đi. Rồi. Ok, cậu bị xóa rồi đúng không? Giờ thử xem là cậu ấy sang bên này.
Cậu gặp cái đồng chí kia, cậu có chết thằng nào? Ôi, chết rồi. Rồi, ok. Thank you các bạn. Clip này chúng ta dừng ở đây.